Các bạn thân mến, để lắp đặt các thiết bị âm thanh cho các không gian như là nhà hàng, khách sạn hay là spa thì một trong những lựa chọn mà các bạn có thể cân nhắc đó là các sản phẩm loa hộp bởi chúng có tính ứng dụng cao và rất là linh hoạt. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những dòng đang hot nhất thị trường hiện nay, đó là WS của nhà Intel đến từ Hàn Quốc. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các sản phẩm chúng ta sẽ review hôm nay, đó là dòng sản phẩm WS của nhà Intel với các công suất lần lượt đó là 15W, 30W và 50W. Trước khi đi vào khám phá từng sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng đi đến những đặc điểm chung của dòng WS của nhà Intel nhé. Thì đầu tiên, đây là dòng loa để chuyên nghe nhạc với bass và treble và dùng cho hai dòng trở kháng cao và trở kháng thấp. Và như các bạn có thể thấy thì thiết kế rất là trang nhã với hai màu chủ đạo là trắng và đen. Và ở đây thì dòng sản phẩm mình review thì mình đang để cái màu đen, nhưng ngoài ra thì sản phẩm còn có cả thiết kế màu trắng để các bạn có thể lựa chọn phù hợp với không gian và nội thất của nhà mình. Và dòng WS thì chúng ta có 4 mức công suất để các bạn có thể lựa chọn, đó là 15W, 30W, 50 và 80W. Và đặc biệt là chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều công suất khác nhau trong cùng một thiết bị. Về thiết kế thì rất là nhỏ gọn và sản phẩm thì có khả năng chống bụi và chống nước với tiêu chuẩn IP34. Vì vậy mà chúng ta có thể sử dụng cả trong nhà và ngoài trời được. Và thiết kế thì rất là nhỏ gọn và tiện dụng. Như các bạn có thể thấy thì cái sản phẩm với công suất nhỏ nhất là 15W này thì cái kích thước nó chỉ nhỏ bằng khoảng 2/3 tờ giấy A5 thôi. Còn cái sản phẩm có công suất lớn nhất là 80W thì cái kích thước chỉ to bằng tờ giấy A4 thôi. Quay trở lại với các sản phẩm mình sẽ review trong video lần này thì chúng ta sẽ có 3 model sản phẩm và mình sẽ review lần lượt. Đầu tiên thì mình sẽ review về sản phẩm WS230, sau đó thì mình sẽ review về sản phẩm WS15T và 50T vì hai sản phẩm đó sẽ có những cái điểm tương đồng với nhau nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái sản phẩm WS230 của nhà Intel. Như các bạn có thể thấy về ngoại hình của sản phẩm này thì với một thiết kế hình hộp chữ nhật nằm ngang như thế này thì mang lại cái cảm giác là rất là trẻ trung, rất là thời trang và hiện đại, giúp chúng ta có thể phối hợp và kết hợp ở trong rất là nhiều các kiến trúc và những cái thiết kế nhà thịnh hành hiện nay. Với màu sắc ở đây thì nhà sản xuất sẽ có hai màu trắng và đen để cho chúng ta lựa chọn, và trên tay mình đang là mẫu sản phẩm màu đen. Về trọng lượng của sản phẩm này thì khoảng 2kg, vì vậy mà chúng ta có thể dễ dàng lắp đặt ở rất là nhiều các chất liệu và các không gian khác nhau. Và sản phẩm thì tích hợp với loa trapdom kích thước 6 inch có hình dạng vòng tròn, có tác dụng gia tăng độ chắc chắn của loa bởi các va đập mà không cần gia cố thêm, do đó đáp ứng được dao động nhanh hơn. Sử dụng đơn vị nguồn âm thanh chất lượng cao cho chất lượng âm thanh sống động, chân thực trong không gian trong nhà. WS230 được trang bị hệ thống SVK hai đường truyền riêng biệt dành cho tần số cao và tần số trầm, giúp các tần số truyền tải với một tốc độ giống nhau cho âm thanh chính xác hơn và không bị méo hay giật tiếng. Và với công suất 30W cùng với thiết kế trang nhã lịch sự như thế này thì sản phẩm rất là phù hợp để lắp đặt trong các không gian như là nhà hàng, các khách sạn, các shop thời trang hay là các spa. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần review về hai sản phẩm, đó là WS 15T và WS 50T. Với hai sản phẩm này thì mình sẽ cùng nói những cái điểm chung của cả hai sản phẩm này đều có. Đầu tiên thì như các bạn có thể quan sát thì hai sản phẩm đều có một cái thiết kế rất là mang cái tính thẩm mỹ rất là cao với cái hai cái đường bo viền ở hai cái thân loa hai bên này. Và hai sản phẩm này thì đều có mẫu mã là màu trắng và màu đen để cho các bạn lựa chọn làm sao để phù hợp với không gian của mình. Thiết kế thì hình chữ nhật đứng như thế này thì giúp cho cái sản phẩm nó nổi bật trên cái không gian và cái nội thất của nhà các bạn và các không gian mà các bạn lắp đặt. Đặc biệt, hai sản phẩm đều ứng dụng máy biến áp chất lượng cao cho cả điện áp cao và trở kháng thấp. Sản phẩm mang lại âm thanh chuyên nghiệp cho người sử dụng. Sản phẩm sử dụng loa bass và treble không đối xứng giúp cho việc tái tạo âm thanh tốt hơn, mang lại chất lượng âm thanh chuyên nghiệp. Nhìn chung thì dòng WS series dễ điều chỉnh độ cân bằng âm thanh và hạn chế thấp nhất mức độ méo mó của âm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào những cái đặc điểm riêng biệt của hai sản phẩm này nhé. Mình sẽ đi từ ngoại hình cho đến các công suất và các đặc điểm trong các hiệu ứng âm thanh của hai sản phẩm này để các bạn có thể so sánh giữa hai sản phẩm này, lựa chọn phù hợp với không gian của mình. Về cái sản phẩm WS15T và WS50T thì đầu tiên đó là khác nhau với công suất. Tất nhiên rồi, đó là 15T thì tương ứng đó là 15W, còn 50T tương ứng với công suất đó là 50W. Và WS15T thì có kích thước là 2,5 inch. Các bạn có thể quan sát ở đây khá là nhỏ gọn. Còn
VKS50T thì có kích thước đó là 5 inch. Đó là sự khác nhau của hai sản phẩm này. Một điểm khác nhau nữa giữa hai sản phẩm này đó là độ phân tán âm thanh. Nếu như chiếc VKS15T có độ phân tán âm thanh là 90 độ thì chiếc VKS50T có độ phân tán âm thanh ở phạm vi ngang khá là tốt, với chiều dọc là khoảng 60 độ và chiều ngang lên tới 120 độ. Và khi lắp đặt hai sản phẩm này thì các bạn sẽ có một chiếc giá đỡ để chúng ta treo lên tường, rất là tiện lợi và dễ dàng sử dụng. Về trọng lượng của hai chiếc loa này thì sản phẩm VKS15T chỉ khoảng 890g, còn VKS50T thì rơi vào khoảng 2,34kg, cầm khá là đập tay. Nếu như các bạn đang muốn tìm một thiết bị âm thanh để lắp đặt cho các không gian như là nhà hàng, khách sạn hay là spa của mình thì các bạn không nên bỏ qua dòng sản phẩm VKS của nhà Interem. Theo mình đánh giá thì đây là một cái sản phẩm được thiết kế rất là hiện đại, và cái trải nghiệm âm thanh mang lại thì cái âm thanh nghe nó cũng rất là sang trọng và phù hợp với các không gian như mình nói trên. Vừa rồi là những thông tin mà mình chia sẻ tới các bạn về các dòng loa của nhà Interem, một thương hiệu đến từ Hàn Quốc. Hy vọng là đây sẽ là một trong những lựa chọn các bạn sẽ mang về không gian của mình. Nếu như các bạn còn có thắc mắc gì về thông số kỹ thuật của sản phẩm, hãy liên hệ tới số hotline 0904 57 58 56. Và để đặt hàng thì các bạn có thể liên hệ tới số 0902 188 722 hoặc truy cập vào website tca.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại! Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.